Nhưng chúng ta phải hiểu một cái gọi là vô số, tức là A Tăng Kỳ. Trong truyền thống số học Phật giáo, trong truyền thống số học Phật giáo đó, thì gồm có một cái mà chúng ta gọi là vô số đó, tức là A Sang Khi Ê Gia, thì gồm cái vô số đó gồm có một, và theo sau là 51 số không. Chúng ta thấy 6 số không thành 1 triệu rồi phải không? 9 số không thành 1 tỷ rồi. Ví dụ chúng ta 1 triệu đồng, 1 tỷ đồng. 1 triệu thì chúng ta thấy 6, 1 tỷ, 9 ví dụ thế. Mà đây đó, cái chữ vô số trong Phật giáo có nghĩa là số 1. Và theo sau là 51 số không. Số sau đó, 51 số không. Theo sự ước lượng của một học giả khác thì 3 vô số kiếp gồm có 3.000 tỷ 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 kiếp, tức là 4 chữ tỷ. 3 vô số kiếp gồm có 3.000 tỷ 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 kiếp. 1 tỷ coi như 1 triệu triệu ha. Đó. Theo một học giả Nhật Bản, một vô số kiếp tức là Asankhya Kanpa là số 1, theo sau đó là 59 số 0. Do đó 3 vô số kiếp là 3 nhân 1 số 1 10 59, chứ không phải là một cái vấn đề này cách đọc của theo Việt Nam mà tôi đọc tiếp. Cái đây không phải là chúng ta học mà chữ số chữ nghĩa chi tiết, nhưng mà chúng ta có đi qua cái này rồi hồi chúng ta bỏ chữ nghĩa đi. Nhưng mà muốn bỏ chữ nghĩa chúng ta phải học. Còn một người mà không biết chữ nghĩa mà nó bỏ chữ nghĩa thì không được. Chẳng hạn có những người mà tự nhận là tu mau tu nhanh lắm, không cần tụng kinh, không cần đọc chữ, không cần đọc nghĩa hết á, đúng cái thành Phật liền đó. Đó. Nhưng mà thật sự phải đọc tụng biết bao nhiêu kinh đó. Cả ngàn lần tụng suốt đời mình tất cả tâm thành đó. Rồi sau đó mà quên thì mới được. Còn bây giờ mình chưa, chẳng hạn như một người mà không có tiền hết, thì một người đó nói là tôi bỏ hết tất cả tiền bạc thì cũng được. Còn một người mà tỷ phú rồi bỏ hết tiền bạc rồi mới có ý nghĩa, theo nghĩa thông thường như thế. Còn mình không có gì hết, chẳng hạn mình không có dục, bây giờ nó diệt dục. Ví dụ những người mà bất lực chẳng hạn, bất lực tự nhiên rồi là đâu có dục nữa đâu. Mà bởi thế trong Phật giáo phải có dục rồi mới tu để chuyển dục, phải diệt dục. Đây là chuyển dục, quá dục, biến cái dục tính thành ra Phật tính. Cái đó là cái vĩ đại của Kim Cang Thừa. Nhưng cái vấn đề nó không có đề khác. Bây giờ chúng tôi xin trở lại một chút chữ nghĩa. Chứ không chúng ta tụng kinh chúng thấy Bồ Tát phải trải qua 3 vô số kiếp. Chúng ta không biết 3 vô số kiếp là gì. Nhưng tất cả những gì mà tôi mới trình bày ở đó là y ngữ bất y nghĩa. Nó là y ngữ đó, y chữ nghĩa, y ngữ thôi. Đọc sách cho thật nhiều chẳng hạn rồi dẫn ra kinh điển, dẫn này kia, nhưng mà nó là y bất liễu nghĩa chứ không phải y liễu nghĩa. Những học giả rất thích tranh luận chữ nghĩa với nhau. Chúng ta thấy những vị mà gọi là giáo sư đại học, bởi vì tôi cũng là giáo sư đại học cả đời. Bây giờ thì tôi cũng được quyền nói thế. Mấy người mà giáo sư đại học họ chỉ cãi luận chữ nghĩa thôi à. Cãi luận chữ nghĩa cả đời chữ nghĩa, mà nhất là đối với Phật giáo. Giáo sư mà đại học về Phật học là rất là nguy hiểm. Thật ra tôi cũng phải cảnh cáo với quý bác phải rất là nguy hiểm. Bởi vì tôi đang giảng Phật, dạy Phật Pháp, dạy Phật học, chứ không phải là giảng như quý thầy có tu, quý thầy giảng, nó khác đi. Còn tôi không biết tôi có tu hay không tu nữa. Nhưng mà cả đời tôi sống với kinh Phật. Mặc dù tôi là giáo sư triết học Tây Phương, nhưng mà cả đời tôi sống với kinh Phật. Thành ra tôi biết gì tôi nói đó. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta biết chữ nghĩa để rồi chúng ta bôi mất chữ nghĩa. Chứ chúng ta mà không là, nhiều khi chúng ta đọc sách đó, chúng ta biết, nhất là những sách dịch đó. Sách dịch từ tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng này, tiếng kia, chúng ta kia đọc sách nữa. Về Phật học thì chúng ta đọc hồi chúng ta hoang mang đi. Ở cái người viết đó, đã viết bậy rồi. Dầu là 3-4 cái tiến sĩ Phật học, dầu là giáo sư đại học, rồi người dịch lại dịch bậy nữa. Rồi chúng ta, nếu mà chúng ta không đọc, dầu chúng ta đọc thẳng chữ Pháp, chữ Anh, chữ Đức, thì nó cũng đã là nhiều chuyện lắm rồi. Chỗ mà mấy ông giáo sư đó, thì mấy ông chỉ kể chữ làm 5, làm 3, rồi cũng làm chúng ta rối trí đi. Rồi hồi chúng ta không biết thế nào là thiền, thế nào là tịnh, thế nào là mật, thế nào hết. Nếu bây giờ ta biết chút ít thì chúng ta mới thấy Nam Mô A Di Đà Phật. Một chữ đó, thì chúng ta nó tất cả nằm trong lục tự A Di Đà chẳng hạn thế.